台乐透半天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便说个快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力向着你被完全。Lúc nãy cái chiêu ngọc nữ nghênh phong đó hình như là chiêu mới, chắc cũng vì tôi nên mới sáng tạo ra nó. Cái chiêu kim cang xuất long của ông tôi cũng chưa thấy qua, chắc cũng là lấy ý tưởng từ trong chiêu thức ngọc nữ nghênh phong của tôi. Mấy chiêu thức trong môn phái của bà linh hoạt bách biến, có thể giúp tôi sáng tạo và suy nghĩ ra nhiều chiêu thức võ thuật mới. Sắp tới có thể dùng nó trong kim cang môn truyện được rồi. Thì ra ông hẹn tôi ra đây là muốn lợi dụng tôi. Ông xấu xa lắm, tôi không có chịu đâu. Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để bà chịu thiệt thòi đâu. Không phải trước đó bà nói là muốn ngâm rượu mơ hay sao? Tôi đã nhờ một người bạn bên tiệm trái cây mua giúp mấy quả ngon về đây. Bà xem nè, mấy trái mơ ngon quá trời. Trời ơi, ngon quá à. Ông tính tôi bao nhiêu tiền? Xem như phí chỉ vậy tặng cho bà thôi. Coi như biết điều. Nhưng mà tôi không lấy hết nhiều vậy đâu. Tôi với bà mỗi người một nửa. Tôi cũng muốn ngâm chút rượu mơ để mà uống đó. Để tôi coi cái túi của ông. Hình như túi của ông nặng hơn. Tôi lấy túi này. Cũng giống nhau thôi. Tôi nổi tiếng có đôi mắt tinh tường, cho nên ông không gạt được tôi đâu. Không ngờ bà lại tinh mắt như vậy nha. Tiếc là ở đây không có cân, rất khó để phân biệt rõ ràng. Hai túi đều đưa tôi đi. Để tôi về ngâm rượu mơ xong á, tách ra hai bình, lúc đó sẽ dễ gì hơn. Cũng được, dù gì bà ngâm rượu cũng giỏi mà. Coi ông đó, luyện có mấy chiều mà toàn thân mồ hôi. Lao mồ hôi đi. Bà coi bà kìa, môi khô hết trơn rồi, chắc là khát nước lắm, uống nước đi. Ê, tiếng gì vậy? Trời ơi, để tôi đi lượm lại chai nước cho bà. Đừng có lượm chai đó nữa, bỏ nó đi chắc cũng dơ rồi. Tôi còn phải đi chợ, nhân còn chút thời gian chúng ta tập thêm vài chiêu đi. Cũng được, ai nấy đều như vậy, yêu hoài cũng không vậy. Sáng sớm kêu mình tới dành chỗ, lại còn giúp tụi nó rửa luôn cả chén dĩa. Xíu mại dương ra lò rồi đây. Xíu mại dương ra lò rồi. Hai sừng xíu mại dương cuối cùng cũng bị mình giành được rồi. Sao lại thành như vậy chứ? Quản lý ơi. Sao vậy? Sao nhân viên của anh làm cái bàn tôi thành như vậy vậy? Chúng tôi đâu có làm đâu. Còn nói không có làm nữa. Lúc nào tôi sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, rửa sạch hết mấy cái chén cái dĩa rồi, lấy xong xíu mại về thành ra như vậy nè. Tôi vì muốn trà sạch dấu trà trên dành ly, chà tới đầu ngón tay đỏ hết trơn. Tôi làm sao tôi không nhớ được? Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người tới đúng lúc, coi cái bàn đi. Bà chỉ ra lấy hai xưởng xíu mại về lại biến thành như vậy rồi nè. Có phải không vậy quản lý? Cái bàn giống như chưa được dọn thì dẹp đó. Vậy tôi kêu người đổi lại hết trơn. Nghĩa là tôi phải rửa lại thêm một lần nữa sao? Thì kêu Thành An rửa là được rồi. Lại là con rửa. Không lẽ là má? Đương nhiên là con sẽ rửa. Chuyện gì anh hai? Chuyện gì vậy? Sao có vỏ sầu riêng ở đây vậy? Đúng là vỏ sầu riêng nha. Ai để vỏ sầu riêng ở đây để hại tôi vậy chứ? Ác thiệt nha. Ba vừa mới đi ra ngoài thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ lạ vậy. Ba, dạo này ba đúng là đen đuổi quá. Ở nhà đi xuống cầu thang thì đạp trúng vỏ chuối trượt té. Tiếp theo thì mở thùng lấy thư ra, bàn tay lại bị keo dính chặt. Thì đó. Một chuyện thì có thể nói là tai nạn, hai chuyện cũng có thể là tình cờ. Nhưng mà ba chuyện thì ba có người hại ba. Ba không thù oán với ai hết. Sao lại có người muốn hại ba? Chuyện này xảy ra cách đây chưa tới 5 phút. Lucky An. Dạ má. Má, con ngửi thấy được phía sau màn che phát ra mùi sầu riêng nồng nặc. Đừng có chạy. Nhà ông kia không được chạy. Ông Trần. Đúng rồi. Trần đó anh hai. Sầu riêng của ông bị mất một khúc. Tại sao ông lại muốn hại tôi thì chứ? Đó. Mua sầu riêng ăn phạm pháp sao? Không cần hỏi nữa, cái vỏ sầu riêng và cả mấy cái chén dĩa cũng là ông làm rồi. Đâu chỉ vậy, vỏ chuối ở cầu thang cũng là do tôi để lên. Heo dán sắt ở thùng thư cũng do tôi làm. Tại sao phải làm vậy? Tại sao? Tôi sợ nói ra sự thật ông ngoại cậu sẽ thấy xấu hổ được. Có gì không ngại cứ nói thẳng đi. Cái thằng cha dâm căng quấy rối vợ tôi nên tôi chơi lại ông thôi. Thôi
Bà Trần à, bà hãy giải thích cho ông chồng của bà hiểu đi, là hai chúng ta không có quan hệ gì. Ê, ông Trần lúc nãy ở nhà hàng bôi nhỏ chúng tôi như vậy, sau này hùng giá chúng ta, làm sao mà kêu người ta tặng chè và miễn tiền trà đây? Thì đó. Ông à, chúng tôi thật sự trong sạch mà. Là chính mắt tôi thấy được, hai người ôm nhau thắm thiết ở cầu thang, còn kêu chú Mũi. Chú Mũi. Lại còn hẹn hò công viên. Hả? Ba, ba có thật là với bà Trần An Phân ở công viên? Chúng tôi đã cố gắng để tránh tiếp xúc cơ thể để cùng tập luyện giao lưu những động tác võ thuật thôi. Giao lưu võ thuật đúng là khó tránh khỏi đụng chạm cũng rất hợp lý. Thì đó. Ông ngoại à, vậy còn cái ôm thấm thiết thì là... Là vậy, lúc đó tưởng đâu là mình sắp phải ngồi tù. Đúng lúc lại gặp bà Trần dẫn theo con chó ở ngay trước cửa nhà mình tiểu tiện nữa. Cho nên tôi muốn dùng chân tình của mình để cảm hóa bà ấy. Tôi đấm ông một trận xem như cảm hóa được không? Đừng làm bậy nha. Nhưng mà ba, chuyện ngồi tù là sao vậy? Điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất chính là tôi và bà Trần quả thật trong sạch đó. Xin ông hãy tin tưởng đi. Giữa nam nữ thì đâu có tồn tại tình bạn đơn thuần. Ông giống như tôi đây, trước giờ đều không có bạn thân là nữ. Ông Trần à, ông tin họ đi. Ba và bà Trần chắc chắn sẽ không có quan hệ gì mờ ám. Cô đừng nói giúp ba cô nữa. Ban đầu tôi định tìm sát thủ để giết cái thằng dâm căn này. Wow. Ai ngờ đến bây giờ ông không bị sao hết. Nói thật, sát thủ đâu có dễ tìm như vậy. Ông bị người ta gạt tiền rồi. Cho nên tôi phải tự mình ra tay lấy mạng chó của ông. Đừng có làm bậy nha. Ông Trần à, tôi phải làm sao ông mới chịu tin đây? Từ khi hai người đoạn tuyệt qua lại, sau này không được gặp mặt. Vậy sau này tôi sẽ bà Trần như là người tàn hình vậy. Còn nữa, ông lập tức xóa bỏ số điện thoại của bảy. Bà xóa cũng vậy bỏ đó. Xóa rồi. Nè, tôi cũng xóa bỏ luôn rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi và bà Trần tuyệt giao, không còn quen biết nhau nữa. Anh hài lòng rồi chưa hả? Tốt, tôi qua. Ba, nhanh lên đi, con sắp trễ giờ rồi. Lấy ba chạy nhanh một chút nha. Ba đã dặn con thức dậy sớm rồi. Hả, bà Trần? Trời ơi. Không được giúp, mắt con lại bị người ta nói sau lưng. Nó không phải con đi gấp sao, mau đi thôi. Nhưng mà bà Trần... Anh Sương sẽ giúp mà. Ông ngoại, bình thường chúng ta dùng loại kem đánh răng này, bây giờ nó đang chạy mua tiếp thứ hai nửa giá đó. Wow, rẻ vậy. Mua hai tiếp đi. Tiệm thuốc mà chạy đi khuyến mãi chắc chắn là có nguyên do. Có thể sản phẩm sắp hết hạn sử dụng rồi. Sắp hết hạn hả? Ý, đúng thiệt ha, quả thật còn hai tuần nữa là hết hạn. Tuy gia đình chúng ta rất nhiều người, nhưng mà nếu như bè cũng có thể đánh răng luôn, cũng rất khó trong hai tuần có thể đánh hết tuyết. Không sao, anh đi tìm bà Trần. Bà Trần, anh rất nhớ bà hay ông sao? Ông ngoại, không lẽ muốn tìm lại tri kỷ để chia sẻ niềm vui? Đang nói bậy cái gì nữa vậy? Hết hạn thì hết hạn, vẫn có thể đánh được mà, cũng đâu có chết người đâu. Tính tiền trước đã. Ông ngoại, có thật là không chết người không vậy? Con không biết nữa. Có phát quà tặng kìa ông xã, mình xếp hàng đi. Ông xã, anh cởi cái áo khoác ra đi. Tại sao phải cởi áo? Chú căng dại á, anh cởi áo khoác ra, chúng ta có thể sắp hàng thêm một lần, lấy thêm một bịch nước giặt áo. Em lại nhớ cái thằng đàn ông đó rồi. Không phải, em muốn lấy thêm một bịch nước giặt áo thôi. Anh không thấp hèn như em, nếu muốn lấy tự mình lấy đi. Hả? Ông xã. Chú căng. Chuyện gì vậy? Lát nữa có phải chú tới tốc hùng trễ một chút hay không? Vậy tôi xuống xe trước à. Vì chuyện gì mà tôi phải vào trễ? Ở dưới lầu có một phòng mạch khám mắt miễn phí, chú đừng có nói là không biết đó. Quả thật tôi không biết nè. Lúc trước có đồ miễn phí, dù cách mười con đường chú cũng đều biết. Chú còn rất thích dẫn theo người bạn thân là bà Trần đi cùng nữa mà. Nè, đừng có nhắc tới người này nữa. Tôi và bà không có liên hệ, một chút quan hệ cũng không có. Không có thì không có, đâu cần phản ứng dữ dội như vậy. Ba nhìn đúng là tồi tệ quá. Trời ơi, người này có đúng là chú căng không? Tiều tụi đến nỗi tôi còn nhận không ra. Nếu cô còn nói thêm nữa, chúng tôi sẽ không cho cô thêm tiền đâu. Rốt cuộc hai người muốn tôi phải làm gì đây? Là như vậy, từ lúc ba mất đi người bạn thân nhất của mình, cuộc đời giống như mất đi phương hướng. Bây giờ nhìn ba như cái xác không hồn vậy. Tuy anh hai cứng miệng không chịu thừa nhận, nhưng mà chúng tôi nhìn sơ cũng đã thấy được anh ấy rất là nhớ bạn thân của mình. Có phải là bà Trần không? Sao cô lại biết? Mấy tin tức này mà tôi không biết được sao? Isabella tôi hành tẩu giang hồ mà. Nhiệm vụ của cô rất là đơn giản. Cô phải thế chỗ bà Trần trong lòng của anh hai, trở thành bạn đồng hành của anh hai, săn tìm đồ miễn phí. Những người đàn ông qua bàn tay mịn màng của tôi đều sẽ cây khô hồi xuân, phục hồi sinh lực. Cũng không cần cây khô hồi xuân đâu. Thì đó. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin của bà Trần qua cho cô. Sau khi xong việc tôi sẽ đưa luôn số tiền còn lại. Cảm ơn nha. Ai trời ơi, ở đối diện đường có tiệm massage chân đang khuyến mãi. Hai người đi cùng chỉ nửa giá. Có ai muốn đi chung với tôi không?
Tôi muốn đi. Không phải việc của cô, đi làm việc của cô đi. Khuyến mãi của tiệm massage chân đó thật sự rất hấp dẫn. Wow, thật sự hấp dẫn vậy không? Anh hai, anh nghe thấy gì không? Tiệm massage chân đó, hai người cùng đi sẽ có ưu đãi. Chú à, đường bên cạnh còn nghe thấy đó. Ba, chị Quần đang tìm người đi cùng kìa. Đúng rồi. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Giá ban đầu là 800 đô, bây giờ thì vẫn chưa tới 400 đô. Vậy đúng là đáng nghe. Ba, đáng lắm đó. Ba đi cùng chị Quần đi ha. Vậy thì ngày mai, hai người cùng đi đi. Được, được. Sao giống như lừa gạt vậy ta? Ăn cơm của cậu đi. Massage chân xong đúng là thoải mái thật ha. Đúng rồi. Nói gì thì nói, ngày thường cũng không để ý cô có đeo mắt kính hả? Trước giờ tôi đều bị qua mắt. Nhưng mà trong lúc làm việc đeo kính không tiện cho lắm, cho nên tôi phải ra ngoài mới đeo nó. Còn lưới cột tóc thì sao? Anh hư quá à, cười nhạo tôi. Mấy phụ nữ có tuổi như chúng tôi, ai ai cũng thích dùng lưới cột tóc. Thấy đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Đương nhiên đẹp rồi, giống bản thân của ông mà. Tôi cũng thích mấy đồ khuyến mãi. Mấy tisker ở siêu thị mỗi đợt tôi đều lấy. Tôi chuyên canh mấy gian hàng sắp đóng cửa ở chợ để mua mấy con cá giá rẻ. Trùng hợp vậy, tôi cũng vậy đó. Lúc tôi còn trẻ cũng có học qua võ thuật đó. Mấy năm trước tôi còn thi lấy được giấy phép bất động sản. Mấy năm gần đây tôi còn giúp một vài khách bán ra được nhà mà. Nghe sao thấy giống một người. Ai vậy? Không có, không có. Tôi và ông nói chuyện rất là hợp. À, hay là sau này chúng ta gặp mặt nhiều hơn. Anh tìm hiểu tôi nhiều một chút thì sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm mà lúc trước anh không để ý đến. Được, được. Không có bạn thân như bà Trần, có chịu quần bù đắp và cũng không có tệ. Cắn câu rồi. Không có đàn ông nào mà Isabella tôi không chinh phục được. Đã tính ưu đãi cho hai người rồi, tổng cộng 399 đô. Cà thẻ có thể tích điểm. Mình phải đi trước cô ta một bước. Để tôi cà thẻ, cô trả lại tiền mặt cho tôi cũng được. Cảm ơn. 399 đúng là khó chịu quá. Vậy đi, cô đưa tôi 200 đi ha. Được. Cô cũng hào phóng thiệt. Chỉ có 5 hào thôi, bạn bè đâu cần tính. Tôi hào phóng vậy có phải tốt hơn bà Trần không? Chuyện nhỏ thôi mà. Tôi là phụ nữ đôi chân nhỏ hơn, đương nhiên đưa ít hơn rồi. Hãy để tôi cà thẻ, anh đưa lại 200 cho tôi đi. Trả lại cái thẻ cho ông, cảm ơn ông. Cảm ơn. Ông ký tên chỗ này. Ở đây có 3 bịch muối khoáng tặng cho hai người. 3 bịch sao? Đúng rồi, hoan nghênh quý khách, hẹn gặp lại lần sau. 3 bịch, chúng ta làm sao mà chia? Đưa tôi một bịch được rồi. Cô đúng là rất rộng lượng à. Gia đình ông đông người mà. Chị Quân à, tôi nhìn ra được cô và tôi không phải cùng một loại người. Cô đối với khuyến mãi và mấy lời lọc nhỏ không có tính toán chi li nhiều. Không phải đâu, tôi rất thích lấy mấy lời lọc nhỏ. Không, những người ham lời lọc nhỏ như chúng tôi bất kể chuyện gì cũng đều tính toán hết. Chỉ vì một lời lọc nhỏ sẽ không ngần ngại hy sinh tất cả. Chi tiết nhỏ như một hào, một hạt muối cũng sẽ lấy nhiều hơn người ta. Tôi nhìn được hôm nay cô hẹn tôi ra là có mục đích khác đúng không? Có người cho ông lợi lộc không tốt sao? Mấy thứ đồ dễ dàng đạt được tôi sẽ không có hứng thú. Thủy kìa, sao vậy? Không dám nghe tôi hả? Tôi đâu có bí mật gì, tại sao không dám nghe? Không phải, cô để xuống, cô mở loa lên để chúng ta cùng nhau nghe. Sao rồi chị Quân? Chúng tôi đưa hết thông tin của bà Trần cho cô, chắc cô sẽ mô phỏng rất giống. Không có giống một chút nào hết. Ba. Hai người đúng là quá đáng hết sức. Không ngờ lại cho tiền chị Quần để diễn một màn kịch. Ba của con đơn giản vậy sao? Con không. Hả? Phải, từ lúc ba tuyệt giao không nhìn mặt của bà Trần nữa, ba tiều tụy đi rất nhiều. Đúng rồi anh. Không những tiều tụy mà còn mơ mơ hồ hồ nữa. Ngay cả em đưa thiếu 500 đô phí sinh hoạt là 500 đô đó mà anh cũng không biết nữa. Đúng là anh không biết rồi. Thì đó. Thì anh Trần. Bà Trần đâu? Lại muốn dòm ngó vợ tôi sao? Lúc nãy có người hàng xóm mời tôi uống nước lê, nhưng mà tôi lại không thích uống. Đúng lúc thấy vợ của anh đi ra ngoài mua đồ, cho nên là tôi đã đưa cho bà ấy uống. Ai ngờ mới nãy tin tức nói nước lê của sản phẩm này men khuẩn dược chỉ tiêu, phải thu hồi. Tôi sợ là bà ấy đã uống nó. Trời ơi chú Sương, dược chỉ tiêu chút ít thôi, chắc là chỉ bị tiêu chảy đúng không? Tin tức nói dược chỉ tiêu 100 lần, uống vô sẽ chết người đó. Ông Trần, ông hãy mau gọi điện thoại cho bà Trần đi. Gọi đi. Tôi không có đem điện thoại xuống. Số máy tôi gọi giúp anh.
Đừng nói là ngay cả số điện thoại của vợ mình anh cũng không nhớ nha. Ngày thường bấm vào một lục số là ra mà. Có phải không vậy? Ngay cả số điện thoại của vợ cũng không thuộc. Nếu như ngay cả chồng của bà ấy cũng không nhớ số điện thoại của bà, vậy thì trên đời này còn có ai có thể nhớ số điện thoại của bà đây? Thì không có. 9471-2814. Ba hình như là số này rồi. Lại là anh. Hèn gì anh chịu xóa số điện thoại của vợ tôi thì đã sớm đã thuộc lòng rồi ha. Mọi người đừng có cãi nữa. Giờ cứu bà Trần quan trọng hơn. Ai muốn cứu tôi vậy? Bà Trần ăn phân. Bà xã, tôi tìm bà cực khổ quá. Bây giờ bà không sao là tốt rồi. Bà Trần à, lúc nãy tôi cho bà chai nước lê, bà có uống không? Không có, tôi ngửi thấy có mùi nên đã không uống nó. Cũng may, lúc nãy còn định gọi điện thoại cho bà, ông Trần lại không nhớ số điện thoại của bà. May là chú Cần nhớ số đó. Nè chú Sương, anh nói ít mấy câu xem như làm việc thiện được không? Có phải anh muốn đốt nhà phóng hỏa không vậy? Nè chú à, hai nam một nữ. Đúng ha, một chỉ giận theo đúng nghĩa của nó. Ngay cả số điện thoại của vợ tôi ông cũng nhớ rõ như vậy, còn nói không có ý gì bà. Đó là vì bà ấy là thành viên của rất nhiều tiệm bán hàng. Đâu có số điện thoại của bà ấy thì sẽ được giảm giá, nên tôi mới học thuộc lòng vậy thôi. Cũng bình thường thôi. Đúng rồi, tôi cũng nhớ số của ông ấy là 906-30875. Vậy còn số điện thoại của tôi, nói đi. Nói, hai người cũng muốn gạt tôi, nói không có gì hả? Ông xã, nghe em giải thích đây mà. Nhắm tức lên lầu ngay cho tôi, xem tôi đối phó bà thế nào đây. Nè, ba, có khi nào bạo lực gia đình không? Má, sao má lên đây sớm quá vậy? Ông ngoại con hôm qua xảy ra tranh chấp đến ghen lớn như vậy mà đến quan tâm chút thôi. Tám thì nói tám đi. Đúng rồi, tối qua mọi người trước khi đi ngủ có nghe được tiếng lạ gì hay không hả? Không có, hôm qua yên tĩnh lắm. Thành An à, hôm qua lúc con đem rác đi đổ, có nhìn thấy gì không? Thì nhìn thấy mấy con gián. Có phải ba đang lo cho bà Trần vào trong nhà bị ông Trần đánh không? Sợ bọn con nghe được tiếng la thảm khốc hay là tận mắt nhìn thấy bà ấy thật sự bị đánh? Hôm qua anh Trần tức giận như vậy, quả thực chuyện gì cũng sẽ dám làm hết. Theo tình hình này mà nói, con nghĩ tỷ lệ xảy ra bạo lực gia đình là 100% luôn đó. Vậy phải làm sao đây? Chuyện gia đình người ta, anh lo nhiều vậy để làm gì? Người ta là vợ chồng lâu năm, sẽ không xảy ra án mạng đâu, nhiều nhất là trọng thương thôi. Không được, bà phải xuống dưới đó xem bà ấy. Ông ngoại, bây giờ ông xuống đó như vậy chẳng khác nào trở thành gian phu. Không lẽ đứng nhìn bà ấy chết hay sao? Ba, hình như ba nói có mấy thông báo của chi phí quản lý, không biết bà Trần có nhận được hay không. Ba là chủ tịch của hội, có phải cần đến đó để hỏi cho kỹ không? Đúng rồi đó con à. Không có ai. Bà Trần! Có khi nào ông Trần đã giết bà Trần và giết luôn con chó rồi nhảy lầu tự tử không? Chắc không đâu. Cửa không khóa. Sao không có người không vậy? Không còn đồ đạc gì. Đồ đạc đi đâu hết trơn rồi? Mọi người tìm hai vợ chồng bà Trần hả? Hai người họ đi đâu vậy? Dọn đi rồi. Dọn đi. Đúng rồi, ông Trần nói không muốn vợ của mình gặp mặt anh nữa, cho nên mới dọn đi. Sao có thể không nói không rằng mà dọn đi được chứ? Bọn họ dọn đi đâu vậy? Ông Trần không chịu nói, ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn, không muốn anh tìm được họ. Không được, tôi nhất định phải nghĩ cách lấy lại những thứ thuộc về mình mới được. Anh hai, anh hai. Ba. Ông ngoại, ông đã yêu rồi. Yêu cái đầu con, đuổi theo. Em còn nhìn cái gì nữa, đi thôi. Phải dọn đi thật sao? Em ở đây lâu như vậy rất có cảm tình. Chỉ cần em quên đi người đàn ông này, anh có thể xem như không có gì. Lên xe đi. Còn nhìn. Má, anh hai. Wow, thì ra ông ngoại yêu bà Trần như vậy hay sao? Tình yêu đích thực trong truyền thuyết, thật sự rất cảm động. Cuối cùng anh hai cũng tìm được tình yêu mới. Con sắp khóc vì cảm động rồi. Quy luật của tình yêu làm cho ba cũng phải vậy. Căn nhà mới này đúng là tìm hơi gấp gáp một chút, nhưng mà chắc chắn em sẽ thích nó. Đúng là ông ấy thật sự đã yêu mình. Cũng khó trách, chúng ta đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Xem ông chọn cô Cao hay là chọn tôi. Trước đó ông kêu tôi làm bạn gái của ông thì cái gì cũng được. Bây giờ có người trẻ hơn tôi thì ông bỏ tôi. Tôi muốn kết hôn. Hả? Chồng tôi còn chưa bước ra cửa, ông ấy sẽ nghe thấy đó. Chú muội, chuyện gì mắt rưng rưng vậy? Nè, ông còn dám đuổi theo sao? Anh đừng có trách ông ấy, tại em quá hấp dẫn thôi.
đi theo anh. Anh sợ anh muốn làm cái gì? Ông đừng có làm bậy nha. Tôi người đã nói, ở trong một cuộc tình, người nào không được yêu mới chính là kẻ thứ ba. Thì đã kẻ thứ ba này là tôi. Tôi chúc hai người sống với nhau thật hạnh phúc. Ông nói bậy bạ cái gì vậy? Không phải ông yêu vợ tôi sao? Bây giờ tôi nhường lại cho ông đó. Ông có bị điên hay không chứ? Không phải tôi đã nói với ông là tôi với bà không có gì sao? Tại sao ông lại muốn đuổi theo xe? Tôi muốn lấy lại bình rượu mơ thôi. Trước đó mình có giao ước với nhau, sau khi ngâm xong mỗi người chia một nửa. Lúc nãy tôi vào nhà của hai người, nhìn thấy hai người dọn đi không nói, cả bình rượu cũng bê đi luôn, lại không có địa chỉ nhà mới, tôi phải đi đâu mà tìm đây chứ? Cho nên có mệnh chết cũng phải đuổi theo để lấy lại. Thì ra ông đuổi theo cũng chỉ vì bình rượu thôi sao? Thì đương nhiên rồi. Có thật ông đối với vợ tôi không có gì không? Tôi và bà Trần ở phương diện nào đó quả thật là có chung một sở thích, nhưng mà ngoại trừ cái này thì không có cái gì hết trơn đó. Tại sao nói hoài mà không tin tôi nói vậy? Bà Trần à, bà đừng có hòng giấu đi bình rượu nha. Tôi là phụ nữ, ông nhường tôi chút không được sao? Phụ nữ thì sao chứ, chúng ta đã nói là mỗi người một nửa rồi. Bà buông tay ra đi. Wow, rượu mơ ngon quá đi. Không ngờ bà Trần ngâm rượu mơ lại giỏi như vậy, có bỏ thêm gì không đó. Cho nên dù chết bà cũng phải đuổi theo để lấy lại. Còn nói nữa, làm em hết hồn. Em tưởng là anh đuổi theo giành lại bà Trần ăn phân về chứ. Anh đã nói là anh với bà không có cái gì rồi mà. Sao vậy, buồn ngủ hả? Thôi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm đi học nữa. Cũng tối rồi, con cũng phải về. Chúc đây. Chúc ba ngủ ngon, tạm biệt chị hai. Tạm biệt. Chúc ba ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon, tạm biệt. Chúc ngủ ngon. Ê, em vẫn chưa ngủ sao? Vẫn chưa, anh ngủ trước đi. Vậy anh ngủ trước nghe.